Xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp quý vị và các bạn trên kênh youtube Bình luận viên tại Biên Cương khám phá và trải nghiệm Lúc này thì Biên Cương đang đứng trước tiểu vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn ở Trời hơi tối một chút Và bây giờ quý vị và các bạn cũng biết Đấy là tiểu vương cung Đức Bà Sài Gòn đang được trùng tu Nên hình ảnh cũng thay đổi một chút Chắc là hình ảnh Đức Mẹ Hòa Bình ở đây Thì giúp quý vị và các bạn dễ dàng nhận ra hơn đúng không ạ Đức Mẹ Hòa Bình có lẽ đã được chứng kiến Một trong những sự kiện rất quan trọng Trong sự phát triển của giáo hội Việt Nam khi giáo hội việt nam được chào đón đại diện của tòa thánh là ngoại trưởng Paul Richard Gallagher trong hành trình thăm ba giáo tỉnh của việt nam thì ngày hôm nay ngài đã đặt chân đến tổng giáo phận sài gòn Cụ thể, theo trang thông tin của Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã đặt chân xuống sân bay tân sân nhất của thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 13 giờ 20 ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024. Tổng giáo phận Sài Gòn là điểm đến cuối cùng trong hành trình của Ngài trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam tới ba giáo tỉnh sau khi Ngài đã đến Tổng giáo phận Hà Nội, Tổng giáo phận Huế. Như thường lệ, tháp tùng Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thương chú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, đưa ông John David Puzer, thư ký Bộ Ngoại giao, linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, tránh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Đón phái đoàn tại sân bay có Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện, linh mục Paulo Vũ Đỗ Anh Khoa, Trưởng ấn tòa giám mục Sài Gòn. Sau những giây phút chào thăm, phái đoàn được tháp tùng về tòa nhà văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam trong niềm vui đón tiếp của các linh mục, nữ tu và nhân viên đang làm việc tại văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong ngày 13 tháng 4, mọi sự chú ý đều hướng tới nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn trong thánh lễ do Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher chủ sự. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trong giai đoạn trùng tu kể từ năm 2017 và sẽ chỉ hoàn thành vào năm 2027. Vì thế mà vẻ bề ngoài của tiểu vương cung thánh đường nhà thờ Đức Bà Sài Gòn không lộng lẫy như mọi khi. Tuy nhiên không gian bên trong, trong thánh lễ Chúa Nhật Ba Phục sinh 5B vẫn là một bầu không gian thánh thiêng và hết sức tuyệt vời. Bước vào thánh lễ này có lẽ một trong những điều mà quý cộng đoàn cảm thấy rất thú vị đó là việc ca đoàn phục vụ ngồi ở trên gian cung thánh và hôm nay phải nói thật là ca đoàn đã phục vụ thánh lễ một cách rất sốt sắng. Trong thánh lễ này, ở phần đầu, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu cùng với Phái đoàn Tòa Thánh Vatican một cái nhìn tổng quan về giáo tỉnh Sài Gòn. Giáo tỉnh Sài Gòn có khoảng 3 triệu 500 nghìn người công giáo, tức là chiếm khoảng một nửa tổng số tín đồ công giáo tại Việt Nam, với 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của giám mục đại diện cho 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Đức Tổng giáo mục Du Xe Nguyễn Năng đã khái quát sự phát triển cũng như là những hoạt động của Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như là của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn. Đức tin kiên vững và rất nhiều những điều đáng quan tâm khác, trong đó nổi bật Ngài tự hào với việc những người công giáo, các linh mục, các sơ đã tham gia rất tích cực vào giai đoạn đại dịch COVID-19, nhận được sự đánh giá cao của các bệnh nhân, của người dân và của nhà nước. Và tất nhiên, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng cũng bày tỏ niềm hân hoan khi Tổng giáo phận Sài Gòn được chào đón, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher và Phái đoàn Tòa Thánh. Đức Giám mục Phaero Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Chính Tòa Giáo Phận Mỹ Tho là người giảng lễ. Bên cạnh câu chuyện về ngày lễ phục sinh của hai môn đệ trên đường đi Mau, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm cũng đã rất khôn khéo để nói về niềm vui phục sinh cũng như là sự quan tâm, đồng hành của chính Tòa Thánh Vatican đối với giáo hội Việt Nam giống như sự hiện diện mang lại niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh cho hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Một điều rất đặc biệt đối với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đó là ngài là một thành viên của Bộ Truyền thông Vatican. Bộ Truyền thông Vatican có hơn 700 thành viên từ các cơ quan được hợp nhất. Bộ Truyền thông trở thành bộ lớn nhất trong giáo triều Roma về số lượng nhân viên. Trong danh sách thành viên của Bộ Truyền thông có 6 hồng y và 7 giám mục và giáo hội Việt Nam tự hào có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khả. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã ban lời huấn dụ trong thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, ngài nói bằng tiếng Anh qua phần thông ngôn của cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Tránh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong phần chia sẻ của mình, Đức tổng giám mục ngoại trưởng tòa thánh đã nêu lên rất nhiều cảm xúc trong chuyến thăm tới Việt Nam trong dịp lễ phục sinh này. Đặc biệt, Ngài đã ca ngợi vẻ đẹp của ngôi thánh đường, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, sự hân hoan của bà con giáo hữu nơi đây. Và đặc biệt, Ngài cũng đã có lời khen ngợi cho ca đoàn phục vụ thánh lễ. Đức cha Ngoại trưởng Tòa Thánh đã có những chia sẻ về tiến trình mà Ngài đến với Giáo hội Việt Nam cũng như là những công cuộc xây dựng trong mối quan hệ giữa đất nước Việt Nam của chúng ta và Giáo hội cũng như là Tòa thánh Vatican. Trong đó một lần nữa Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh lại về sự kiên nhẫn trong niềm vui, sự kiên nhẫn để chờ đón thêm những thành quả, đặc biệt là được chào đón Đức Giáo hoàng Francisco tới Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên, ngoại trưởng Tòa thánh nhấn mạnh về sự chờ đợi trong kiên nhẫn để được đón Đức Giáo hoàng Francisco Cuối cùng, Ngoại trưởng Tòa Thánh ban phép lành cuối lễ cho toàn thể cộng đoàn. Một thánh lễ rất sốt sáng, một thánh lễ sẽ được soi sáng và mở ra những hiệu quả trong buổi tiếp kiến của Ngoại trưởng Tòa Thánh với Hội đồng Giám mục Việt Nam vào trưa ngày 14 tháng 4. Ngày mai, ngày 14 tháng 4 năm 2024, Hoạt động quan trọng của Đức Tổng giám mục Paul Roger Gallagher trong chuyến viếng thăm Việt Nam đó là tiếp kiến Hội đồng Giám mục Việt Nam tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự kiện này diễn ra vào lúc 10 giờ, sau đó Đức Tổng giám mục sẽ di chuyển đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để ra Hà Nội lúc 11 giờ 20 và ngài sẽ rời Việt Nam từ sân bay nội bài lúc 19 giờ 30. Trong nhiều hoạt động mà Biên Cương đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì có một hoạt động diễn ra vào lúc 20h30 tối thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024 khi Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã đến thăm Đại chủng Viện Huế. Và đây là một buổi chia sẻ Biên Cương cho rằng rất ý nghĩa. Mới đây thì uh, trang thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đăng toàn bộ bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher và hôm nay Biên Cương xin phép được gửi tới quý vị và các bạn toàn văn bài nói chuyện này để chúng ta hiểu những tâm tình và thông điệp của Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Kính thưa Đức Tổng Giám mục Phó Du Xe Đặng Đức Ngân, Kính thưa Cha Du Xe Hồ Thứ, các bạn chủng sinh thân mến tôi xin cảm ơn đức tổng giám mục du xe nguyễn trí linh vì đã mời tôi nói chuyện với các bạn tối hôm nay cũng như cảm ơn cha thứ và ban đào tạo của trung viện vì đã tổ chức sự kiện này thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được có mặt với các bạn trong chuyến thăm chính thức đầu tiên này của tôi đến việt nam tôi chọn từ niềm vui vì một lý do Ít lâu sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các trùng sinh từ khắp nơi trên thế giới và Ngài đã nói về tầm quan trọng của niềm vui. Trong cuộc gặp gỡ ấy, Ngài nói, niềm vui đích thực không đến từ các thứ đồ vật hay từ sự chiếm hữu, không, nó đến từ sự gặp gỡ, từ mối tương quan với người khác. Nó đến từ cảm giác mình đã được chấp nhận, được cảm thông và được yêu thương, cũng như từ việc chấp nhận người, cảm thông người và yêu thương người. Đó chính xác là điều chúng ta đang làm ở đây tối nay. Chúng ta quy tụ với nhau để gặp gỡ, để xây dựng mối tương quan, để hiểu biết và yêu thương nhau. Lý do niềm vui của chúng ta không phải là những của cải vật chất hay nỗi khát khao sức mạnh và quyền bính. Không, niềm vui của chúng ta rút ra từ sự kiện rằng mỗi người chúng ta đã gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương, đoái nhìn chúng ta và kêu gọi đích danh chúng ta. Dĩ nhiên vui không có nghĩa rằng chúng ta không kinh nghiệm nỗi buồn, nỗi khổ hay những thời khắc khó khăn và bất quyết. Nhưng ngay giữa những thử thách ấy, niềm vui của việc nhận biết tình yêu của Đức Kitô thì vẫn còn mãi. Tôi luôn được đánh động bởi những lời khí khái này của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mà giáo hội mời gọi chúng ta suy ngẫm trong giờ kinh sách ngày lễ kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam. Trong một lá thư viết cho các trùng sinh ở Kẻ Vĩnh vào năm 1843, Ngài viết Ngục thất này quả là một hình ảnh sống động của hòa ngục đời đời. Ngoài gông cùm, xiềng xích, dây thừng, lại còn thêm sự nóng giận, oán thù, nguyên rủa, những lời tục tiễu, những sự gây gỗ, những hành vi xấu xa, những lời thề gian, nói hành và cả nỗi chán nản, buôn phiền. Những cực hình này thường làm cho người khác buồn sầu. Nhưng ơn Chúa giúp tôi vẫn thấy đầy vui sướng hân hoan bởi vì tôi không chỉ có một mình, nhưng có Đức Kitô ở cùng tôi. Đây là niềm vui đích thực, đây là ân ban mà Thiên Chúa muốn trao cho mỗi chúng ta. Niềm vui bắt nguồn từ việc nhận biết tình yêu mà Chúa Phục sinh dành cho chúng ta, một tình yêu có sức mạnh thắng vượt ngay cả cái chết trên thập giá. Trong ánh sáng này, và xét như một phần việc hồi tâm hàng ngày của mình, chúng ta hãy tự hỏi, hôm nay tôi có phải một con người vui tươi không? Các bạn biết đó, có một cách dễ dàng nhận ra mình vui mức nào, đó chính là nụ cười của chúng ta. Một điều thú vị về niềm vui chân thực, đó là nó lây lan. Nó không thể bị ức chế, bạn thấy nó trong mắt và trong nụ cười của những người xung quanh bạn. Có lẽ các bạn biết một trong những vị thánh lớn của thời chúng ta là mẹ Teresa Cancuta, người đã chiến đấu trong hơn 50 năm với một tình trạng khô khan tâm linh khủng khiếp. Trong đó mẹ không cảm giác được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mẹ. Tuy nhiên, mẹ luôn mỉm cười, luôn tràn đầy niềm vui trong mắt với nụ cười của mình, mẹ đã mang về niềm vui đến cho bất cứ ai mẹ gặp. Những người phong cùi, những người vô gia cư, những người bị bỏ rơi, những người khốn khổ do nghiện ngập và bệnh tật. Trong lá thư vào ngày 8 tháng 9 năm ngoái mà Đức Thánh Cha Francisco gửi các bạn là đoàn dân trung tín của Thiên Chúa ở Việt Nam, Ngài nhấn mạnh chính sứ mạng đức ái này. Ngài viết, ngày nay hơn bao giờ trước đây, chúng ta cần thực hành đức ái cách cụ thể, nghĩa là cần kiên quyết chọn đứng về phía con người, điều đã được hoàn tất trong biến cố phục sinh và vẫn tiếp tục được làm cho hiện diện xuyên qua lịch sử nhờ giáo hội. Vì ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, các Kitô hữu luôn được mời gọi nghe tiếng kêu than của người nghèo các bạn trùng sinh thân mến, Đức Thánh Cha đang nói với các bạn trong lời kêu gọi tha thiết ấy, giáo hội cần các linh mục là những nhà thừa sai bác ái, được sai vào trong thế giới và đầy tràn niềm vui, có sức thúc đẩy mình nói vâng với Đức Giêsu Kitô mỗi ngày, ngay cả những khi mà điều đó có nghĩa là nói không đối với những sở thích riêng, những khao khát riêng, những dự tính riêng của chúng ta. Thật vậy có thể nói rằng tất cả việc cầu nguyện, việc đào tạo, học tập và rèn luyện mà các bạn trải qua ở đây trong chủng viện này có mục điều là đào tạo những chàng trai có khả năng chuyển hóa cách chân thực và nhất quán niềm vui mà họ kinh nghiệm trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu thành những thực hành cụ thể của bác ái khi họ thực thi sứ vụ bí tích của mình. Trong tài liệu được bộ giáo sĩ công bố nhằm cung cấp những chỉ dẫn cho việc đào tạo linh mục, khía cạnh này được mô tả như sau: Cộng đoàn Kitô hữu được thánh thần quy tụ lại với nhau để được sai đi vào sứ mạng vì thế năng động thừa sai và sự thể hiện cụ thể của nó thuộc về toàn thể dân thiên chúa là đoàn dân phải luôn tiến về phía trước bởi vì niềm vui tin mừng làm sinh động cộng đoàn môn đệ là một niềm vui sứ mạng thừa sai. Động lực sứ mạng này càng liên hệ cách chuyên biệt hơn đến những ai được gọi đến chức linh mục thừa tác, vì đó là mục tiêu và chân trời của tất cả công cuộc đào tạo. Sức thúc đẩy chuyển hóa kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Kitô thành những hành động cụ thể của sứ mạng thừa sai bác ái là một hệ quả tự nhiên của niềm vui lấp đầy trái tim chúng ta. Tuy nhiên, như ta biết quá rõ, tội nguyên tổ và lòng tham dục của chính chúng ta có thể làm cho tiến trình này trở nên khó khăn, có thể do lười biếng, do kiêu căng, do săn đuổi quyền lực hay do bất cứ cám dỗ nào khác. Tiến trình tự nhiên này không xảy ra một cách tự động, cần phải không ngừng cố gắng và cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả chúng ta đều cần rèn luyện trí năng, thân thể và ý chí để tìm kiếm những sự trên trời nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao giáo hội rất kỹ lưỡng trong việc đào tạo các linh mục. Các mục tử của giáo hội không chỉ sống đức tin mà còn phải có khả năng truyền thụ đức tin và dạy cho người khác sống đức tin một cách chân thực. Thánh giáo hoàng John Paul II trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Pastore Dabo Vobis phác họa bốn trụ cột đào tạo linh mục làm nên cơ sở cho việc đào tạo các chúng sinh trên khắp thế giới. Nếu các bạn chưa đọc văn kiện này, tôi tha thiết khuyến khích các bạn hãy đọc. Tổng nguồn này không chỉ cung cấp một bối cảnh cho việc đào tạo mà các bạn đang đón nhận, nó còn cung cấp những suy tư về căn tính của linh mục, về mối tương quan của linh mục với Đức Giêsu Kitô và một số thách đố riêng mà người ta đối mặt khi sống đức tin Kitô giáo trong thế giới hiện đại. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ về việc đào tạo, nhưng do thời gian của chúng ta có hạn, tôi xin ngừng ở đây để chúng ta có chút thời gian cho những câu hỏi và trả lời. Xin cảm ơn các bạn về cuộc gặp gỡ này. Nhờ sự truyền cầu của các thánh từ đạo Việt Nam, ước mong các bạn luôn tràn đầy nhiệt tâm dũng mạnh, đầy vui tươi hy vọng và đầy bác ái nồng cháy. Với niềm tín thác ơn gọi của các bạn cho sự che chở từ mẫu của mẹ La Vang, tôi chúc lành cho các bạn và những người thân yêu bằng phép lành tông tòa của Đức Thánh Cha Francisco. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã chia sẻ như vậy trong buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa với các chủng sinh của Đại chủng viện Huế. Hy vọng rằng phần thông tin mà biên cương gửi tới quý vị và các bạn từ nguồn của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mang đến cho quý vị và các bạn những suy ngẫm rất thú vị và cũng rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với video ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật ngày cuối cùng của ngoại trưởng tòa thánh tại Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị buổi tối nhiều ấn súc.